với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 0377304018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video ngày hôm nay thì Biển Xanh xin được phép chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị mình một sản phẩm ký gửi mới nằm ngay khu vực xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Và vị trí bất động sản ngày hôm nay là một lô đất nằm mặt tiền view kênh nước chảy quanh năm mát mẻ, một lô đất hướng đông, đường đá xanh trước đất rộng 6m chảy thông. Và lô đất này thì đã được chủ san lấp cao ráo bằng đường và có xây ranh gạch khá là rõ ràng quý anh chị nhé. Ngang là 15m và dài là 30, tổng diện tích trên sổ nó là 453m2, đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng có sẵn, pháp lý minh bạch rõ ràng. Tọa lạc tại xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Vị trí này thì xe tải ra vào thoải mái cho nên chúng ta có thể là xây kho, nhà xưởng nhỏ cũng như là xây nhà vườn, biệt thự nghỉ dưỡng. Với diện tích chạy theo mặt đường ngang 15m cũng khá là rộng rãi quý anh chị nhé. Và cách mặt tiền đường nhựa Bác Trương Tấn Sang là khoảng 200m, mặt tiền view kênh mát mẻ hướng đông cho nên Biển Xanh mới nói là vị trí này mình xây nhà vườn, biệt thự nghỉ dưỡng vô cùng là mát mẻ. Còn những quý anh chị nào mình muốn tìm và xây một cái kho nhà xưởng nhỏ để chứa hàng, để sản xuất thì cái vị trí này cũng được quý anh chị nhé. Phía bên kia bờ kênh cũng có một công ty kho nhà xưởng rất là lớn, người ta đang hoạt động. Và con đường này là con đường đá xanh rộng 6m chạy thông, xe tải chạy vi vu. Mà phía bên trong kia cũng đang xây kho nhà xưởng đúng không anh chị? Xa xa đó chính là kho nhà xưởng người ta cũng đang xây dựng. Xung quanh dân cư ở cũng đông đúc rồi. Ngang 15 và dài là 30 quý anh chị nhé. Thổ cư full và giá là 4 tỷ 300 triệu Việt Nam đồng. Còn thương lượng nhẹ, bao sang tên. Quý anh chị và các bạn theo dõi video này của Biển Xanh, thấy nó phù hợp nhu cầu tài chính của mình đang tìm kiếm thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc 0377304018 để sở hữu ngay vị trí bất động sản này để an cư lập nghiệp, đầu tư sinh lời hoặc xây kho nhà xưởng quý anh chị nhé. Tọa lạc ngay tại xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và cách mặt tiền đường nhựa Bác Trương Tấn Sang là 200m. Mình chạy thẳng con đường này luôn thì sẽ thông ra đường nhựa tỉnh Lộ 9 và trên con đường này càng đi ra phía ngoài thì càng rất nhiều kho công ty nhà xưởng đang hoạt động. Đường này là đường xe tải cho nên quý anh chị xây kho, xây xưởng cũng rất là tiện lợi quý anh chị nhé. Và cái giá tiền nó cũng vừa phải, chỉ có 4 tỷ 300 triệu mà thôi, đất đã lên thổ cư 100% rồi. Những vị trí con đường to mà có cái diện tích vừa phải như thế này thì cũng rất là hiếm sản phẩm quý anh chị nhé. Ngang 15 và dài là 30, tổng diện tích là 453m2, giá là 4 tỷ 300 triệu đất thổ cư, tọa lạc tại xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Phía bên kia cũng có kho nhà xưởng đang hoạt động đúng không chị nhé. Kính chúc anh chị và các bạn luôn nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều video mới nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau nhé.